Vâng, bây giờ tôi sẽ test băm cây chuối này cho các bạn xem nhé. Và đây là thành quả của chuối băm rất đỏ, rất nhỏ, đều mịn và không chảy nước. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.